Hello, teacher. Giang. Hello. Nghe thấy cô không Hương Giang Có. rồi. Sao con không gửi bài kiểm tra cho cô đấy, Hương Giang? Hả? Sao? Bài kiểm tra nào cô? Bài kiểm tra hôm trước mình làm ấy. Bây giờ con gửi luôn được không Và cái cô? phục và cả bài bức thư nữa, cô nhắn tin đi nhắn tin lại, xong cô cũng dặn ngay hôm đấy mà chả thấy gửi cái gì. Nó không trả lời cô à? Bây giờ con gửi được không cô? Bây giờ con gửi luôn cho cô, gửi ngay lập tức bài kiểm Vâng. tra và bài bức thư ngay lập tức nhá, Vâng. con có 1 phút để gửi. Gửi xong chưa ta? Còn bài bức thư đâu con? Bật mic lên nào. Con đang gửi. À, nhanh nhỉ. Nhanh để mình còn học nào. Con gửi hết rồi đấy cô. Nào. Đâu nhỉ? Zalo. Ok, cô thấy rồi. Về nhà cô sẽ chấm. Lần sau cô dặn gửi phải gửi luôn, nhớ chưa Giang? Vâng. Nào, cô chia sẻ màn hình nhá. Rồi. Máy tính của cô vẫn chưa sửa xong. Hôm nay tạo ra không nhìn thấy cô nhá. Con nhìn thấy màn hình chưa? Rồi ạ. Ừ. Now, unit 4, our planet. Giang dịch cho cô nào. Our planet có Hành nghĩa là tinh của gì? chúng ta. Very good. Chính xác. Ta đến phần đầu tiên. Do the weather quiz. Then check your answers. Hãy thực hiện làm cái bài câu đố về thời tiết, sau đó kiểm tra đáp án. Thì đây là 8 cái câu hỏi liên quan tới thời tiết. Con sẽ vận dụng cái kiến thức thực tế của con để con trả lời 8 câu hỏi này. Và con sẽ khoanh luôn trên màn hình cho cô nhá. Sao đã rõ Rồi ạ. chưa? Nào.
Cô con xong rồi ạ. Ok, cô chưa cho con nhá. Câu số 1 này. What shape of raindrop before it starts falling? Cái hình dạng của cái hạt mưa trước khi mà nó bắt đầu rơi. C hả? No, it's A nha. Nó là cái hình tròn nhỏ thôi, được chưa? Câu số 2. What makes the sound of thunder? Cái gì đã tạo nên tiếng của sấm? Lightning, chính xác. Very good. 3. You see lightning and then hear thunder 6 seconds later. How far away is the storm? Oh, it's the truth. Câu này là gì nhỉ? Khi mà bạn nhìn thấy những cái tia sét và nghe thấy tiếng sấm. Sorry, cô đợi cô một chút, cô làm rơi đồ. Khi mà bạn nhìn thấy sét và nghe thấy tiếng sấm 6 giây sau thì cái cơn bão thì nó ở khoảng cách bao nhiêu, thì là khoảng cách 2 km nhé. Four, you only get foggy weather when. Chọn ai, B đây Giang? B ạ. B à? No, it's A. The air is cold. Bạn chỉ có thể thấy được cái thời tiết sương mù khi mà trời lạnh chứ, tại trời mưa có sương mù đâu, trời lạnh nhá. Thấy trời mùa đông ấy, nó sẽ hay có sương mù. Five, you only get help when, chính xác, there are storm clouds. Six, in what direction does an east wind blow? No, it's towards the west. Direction là hướng, đúng không? Nghe thấy cô không hả Giang? Có Ừ. Cái hướng của cái mà một cơn gió phía đông sẽ thổi. Nói chưa? Nghĩa là cơn gió phía đông, cơn gió gió đông á thì nó sẽ thổi từ hướng nào sang hướng nào thì phải là towards the west nhá. Được chưa? Thổi từ từ west là gì? West là tây, được chưa? Gió đông thì nó sẽ thổi trước từ hướng tây sang. 7. What is the maximum time a snowflake takes to reach the ground? An hour, chính xác. When you are facing a rainbow, the sun is always behind you.
Sao cô lại sai ấy? Khi mà bạn đối mặt với cái bạn ở trước mặt, ở trước cái cầu vồng thì mặt trời sẽ luôn luôn ở đằng sau bạn chứ. Bởi vì cầu vồng tạo ra là do ánh sáng mặt trời chiếu vào những cái tia tia nước ấy. Được chưa? Thì nó phải là mặt trời thì nó phải đằng sau lưng con, và cái cầu vồng thì ở trước mặt con chứ, đúng không? Đúng không con? Vâng ạ. Hiểu không? Ok. Tiếp tục này. Complete the table with the highlighted word from the quiz in task one. What do you notice about the way the adjectives are formed? Hãy hoàn thành cái bảng sau với những cái từ được in đậm từ cái bài câu đố ở bài tập số 1. Bạn nhận ra gì về cái cách cấu tạo tính từ? Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái bảng ở đây. Chúng ta sẽ có ba cột này. Noun là danh từ, adjective là tính từ, verb là động từ, related word phrases, related words and phrases có nghĩa là những cái từ và cụm từ liên quan. Thì ở đây nhá, con lưu ý cho cô này, từ 1 đến 14, mỗi một cái dòng là những cái loại từ, là loại từ của một từ. Ví dụ, cô làm cho con ví dụ cái hàng số 1 nhá. Chúng ta sẽ có adjective là cloudy, được chưa? Nào bây giờ con sẽ quay trở lại điền số 1. Danh từ, thế danh từ cloudy là gì? Trong tìm trong cái này này. Danh từ của cloudy là gì? Sao? Danh từ của có mây sẽ là mây. Mây là gì? Ồ, nghe thấy cô không hả Giang? Có Nào, thế danh từ của có mây là gì? cloud Chính xác. Nói nhanh lên con. Cloud. Tiếp theo động từ là gì? động từ Ừ, động từ là gì? Động từ làm gì có? Thì nó màu xám chưa? Màu xám nó không có. Được chưa? Và related word phrases. Ở đây là những cái từ và cụm từ liên quan. Thì cái từ cụm từ liên quan sẽ là rain clouds, là mây mưa. Thế còn cái cụm từ liên quan nào không? Con tìm ở trong cái bảng, cái những cái từ ở bên trái ấy. Là gì nhỉ? Mây mưa thì sẽ là mây của bão, storm clouds. Nó liên quan tới cái từ cloud thôi. Thì cứ tìm cái từ nào có từ cloud thì ghi vào. Có hiểu không hả con? Lưu ý nhá, những cái dòng ô màu xám thì không cần điền bởi vì nó không có, chỉ điền cho các từ từ có số thôi, các ô trống có số thôi, con có hiểu không hả con? Ừ, nào làm cho cô này. Hãy
Sau đó từ rain dễ mà con. Sáu là danh từ của rain sẽ cũng là rain thôi. Tính từ của rain là gì? Và các từ liên quan. Vào lại được chưa con? Vào lại được chưa Hương Giang? Tôi ạ. À, con làm nhanh chưa cô nào?
Cô ơi, con xong rồi ạ. Hương Giang ơi, con ơi, chưa con xong rồi ạ. sorry, cô vừa bị thoát ra xong, cái nick phụ của cô bị thoát ra thì cô không nghe được. Ok, được rồi, nào cô chữa bài nhá. Số 3 là Forky, chính xác. Hell, Lightning, Rain, Rainy, Raindrop, chính xác. Snow. Câu này chưa làm được à? Câu đấy con quên không ghi vào đấy ạ. Snowflake nhá. Được chưa? Storm, sun, sunshine, chính xác. Thunder, wind và windy, chính xác. Ok. Đó, dễ mà đúng không? Thế mà lại làm hơi lâu một tí. Tiếp tục này. Tiếp theo chúng ta sẽ học về phần từ vựng nhá. Nào, chúng ta sẽ có các dạng thời tiết, các danh từ chỉ thời tiết sau. Đọc cho Cloud. cô. Cloud. Cloud. Đây là mây, để cho danh từ nhá. Tiếp theo, Fog. fog. Work. Được chưa? Là sương mù. Tiếp theo, Frost. 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 Đây là sương giá. Được chưa? Tự đọc lại cho cô ba từ này nào. Cloud. Frost. Ok, âm o con khá tốt. Ok, có biết từ nào là chưa biết không? Không Có ạ. từ nào mà con không biết không? Không Không ạ. hả? Ừ. Ok, tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ có các từ sau. Đọc cho cô. Hell. Hail. Hell. Được chưa? Có nghĩa là gì nhỉ? Mưa đá. Ừ, chính xác. Mưa đá. Nhưng đây là danh từ nhá. Những cái hạt mưa đá. Được chưa? Tiếp theo. Ice. Ice. Được chưa? Băng tuyết. Tiếp theo, lightning. 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 Ok. Cái file thành nó bị hơi bị chậm một tí. Ok. Ice là băng giá và lightning là sấm chớp. Tự đọc lại cho cô ba từ này. Hell, ice, lightning. Ok, rất tốt. Ok, tiếp theo nhá. Đọc cho cô này, mist. Mist. Có nghĩa là gì? Sương mù. Chính xác. Tiếp theo, rain Rain. là gì? Mưa. Chính xác. Và shower Shower. là gì? Lốc xoáy No, nó cũng là mưa nhưng mà nó là mưa rào. Được chưa? power Shower. Được chưa? Ok, mưa rào. Ghi vào cái từ mưa rào cho. Xong chưa con? rồi. Tiếp tục nhá. Đọc cho cô này. Snow Snow. là tuyết này. Storm Storm. là bão này. Và sun Sun.
là mặt trời, được chưa nào? Tiếp tục nhá. Thunder. Thunder. Không phải than đâu. Thunder. Con đặt lưỡi ở ngoài răng, bật vào. Thunder. Thunder. Ok, chính xác. Wind. And wind. Ok, thunder là gì? Sấm Sáng. sét ạ. Sấm chớp, được chưa? Wind là gió. Ok. So ask and answer the question 1 to 4 below. Use words and phrases from task 2 at the words below. Ok, trong bài tập này thì mình sẽ hỏi và trả lời các câu hỏi từ 1 tới 4 ở bên dưới. Sử dụng từ và cụm từ ở bài tập 2 và những cái từ ở dưới đây. Ok, nào tiếp theo trước khi mà trả lời câu hỏi thì người ta ở đây còn có một phần đó chính là describing temperature, đây là miêu tả về nhiệt độ. Được chưa? Chúng ta sẽ có này, is minus 10, minus là trừ, là âm, được chưa? Thế vậy đây có nghĩa là bây giờ thì đang âm 10 độ, thời tiết âm 10 độ, được chưa? Tiếp theo này, để nói về nhiệt độ này, is, nếu mà nhiệt độ dương thì mình sẽ nói như thế nào? Thông thường người ta sẽ là is 30, ví dụ is 35 degrees Celsius, được chưa? Tuy nhiên thì bỏ cái từ Celsius đi cũng được, được chưa? Nhưng mà cứ cho vào đó vào cho nó đầy đủ, được chưa? It is 35 degrees Celsius, được chưa? Có nghĩa là độ C đấy. Cái độ C chính là viết tắt của degree là độ này, Celsius là độ C, C ấy, được chưa? Tiếp theo, it's below zero, có nghĩa là nhiệt độ đang âm không, âm dưới không độ, được chưa? Và tiếp theo là có những cái từ chỉ thời tiết này. It's freezing, nghĩa là rất là giá lạnh. Cold là lạnh, cool là mát này. Mild, mild bình thường ở đây là dịu dàng, hòa nhã đúng không? Miêu tả về con người. Nhưng mà khi mà nó miêu tả về thời tiết thì sẽ là thời tiết ôn hòa, thời tiết ấm áp. Warm là thời tiết rất là ấm, được chưa? Và sweater, sweater thì có nghĩa là thời tiết rất là oi ả, oi bức, được chưa nào? Ok, tự đọc cho cô bốn câu nào xem nào. Đọc đi What Giang. is the weather like Bốn cái câu, bốn cái miêu tả nhiệt độ cơ mà. is minus 10 is 35 degrees Celsius Celsius. is Đọc lại, below đọc lại, đọc zero lại. Celsius. Celsius. Celsius Tiếp theo. is below zero Tiếp. is freezing cold cool mild warm. Sweltering. Cái từ này là gì? Sweltering. Weathering. Là oi ả. Weathering. Oi ả, oi bức nhá. Được chưa? Ok, trước khi học tiếp thì con thoát ra vào lại giúp cô nha.